Cách sống, trường hợp như cậu bé thiểu năng dưới đây là một ví dụ cho nghị lực vươn lên cao đẹp. Sinh ra bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, ba mất sớm từ khi em mới ra đời, mẹ lại bị thần kinh lúc mơ lúc tỉnh. Nhưng nụ cười của cậu bé, nụ cười của sự lạc quan, của ý chí vươn lên bệnh tật, vượt qua số phận, vẫn luôn rạng rỡ trên môi. Nhìn cậu bé luôn vui vẻ tươi cười, nhưng đâu ai biết phía sau nụ cười ấy là một số phận thật nghiệt ngã, thật đáng thương.